đây là một chuyến đi rất là ấn tượng đối với nhà nhiếp ảnh á. Và tụi này được trải nghiệm rất nhiều loại xe. Chúng tôi rất thích cái thể loại xe Ford Ranger đó. Thì xe đó là một cái xe mà chúng tôi có thể vượt rất nhiều địa hình. Chúng ta đã quen với việc là làm gì trong lúc nắng. Chúng ta thường thì sẽ đi camping, chúng ta sẽ đi đạp xe hay là chạy bộ. Và những cơn mưa, những cơn dông thì rõ ràng lúc đó thì cái xe mới phát huy tác dụng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái khung cảnh đó trong cái điều kiện thời tiết như vậy mới là lý tưởng để cho một cái trải nghiệm, một cái chương trình sáng tác mà liên quan đến xe. Và đặc biệt là dùng những cái xe để đến được những cái vùng rất là xa như thế này. Qua tổ chức chuyến đi rất là chuyên nghiệp, tôi cũng học hỏi được nhiều anh em nghệ sĩ có tên tuổi trong chuyến đi này. Mình rất yêu cái dòng xe Ford, vì trong Ford cho mình một cái cảm giác nó mạnh mẽ. Mà ngồi trên xe Ford mình cảm giác nó an toàn và hoàn toàn yên tâm trên những mọi cung đường mình đi. Hôm nay mà mình cũng quyết tâm tham gia để có được cái sự trải nghiệm trên dòng xe Ford, cũng như là để kết nối, yêu thương, gắn kết giữa tất cả mọi người dùng cái dòng xe Ford này. Trải nghiệm, mình có một cái xe tốt. Mình có thể đi được khắp nơi, mình muốn trải nghiệm những khung cảnh, những thức ăn, cái văn hóa ở đó. Thì cái photo tour nó sẽ giúp cho mình cải thiện cái khả năng chụp hình, giao lưu thêm với mọi người. Đó là lý do mình chọn Ford tiếp theo.